với người khác thì mình phải share, hoặc là mình phải cho họ thấy được. Ngày 9 tháng 7, khu công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Quỹ khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học công nghệ Việt Nam tổ chức talk show cùng chuyên gia Industries 4.0 and Digital Transformation tại không gian đồng sáng tạo thuộc khu công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện với sự góp mặt của ba diễn giả, anh Nguyễn Như Hải phụ trách mạng giải pháp doanh nghiệp tại Microsoft Việt Nam, anh Tô Hồng Quân kỹ sư kiểm soát chất lượng cấp cao và anh Quỳnh Vũ quản lý về dịch chuyển số hóa tại KAI Service. Nội dung buổi tọa đàm xoay quanh các chủ đề đang là tâm điểm như Digital Culture Future of the Team Corp, Product Quality Management Service Calculation for Startup, Cultural Product Quality in Agile Success, tạo cơ hội để các startup có thể tìm hiểu về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và dịch chuyển số hóa. Thông qua đó, các startup tham gia có thể chia sẻ về những khó khăn hoặc những dự định phát triển trong tương lai, để các chuyên gia có thể sâu sát và gợi ý các giải pháp khả thi cho những vấn đề đó.